Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh Phát Vlog của mình nha các bạn. Và hôm nay mình có một cái xác xe này, là nói xác xe chứ nó vẫn còn ok các bạn. Mình sẽ bán cái xe này, và trước khi bán mình sẽ quay tình trạng của nó cho các bạn xem. Anh em nào mà thấy ok được thì hãy để lại bình luận ở phía dưới, hoặc là nhắn tin Facebook của mình có trong phần mô tả nha các bạn. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem chi tiết từng món như thế nào, nó bị gì mình sẽ nói cho các bạn xem nếu anh em liệu thì được mua nha. Giờ bây giờ cái xe có sao mình nói vậy nha các bạn. Xe hiện tại là Hiếu Boe nè. Boe giờ mình có thể mua 50 mấy ngàn trên Shopee hoặc Lada. Và cái hộp giật này người ta giật bị đứt các bạn. Xong rồi người ta đẩy gì luôn, ta không chơi nữa, chứ không phải là xe bị gì nha. Là hộp giật này cũng mấy chục ngàn nè. Rồi có bị bể này, nó ngã nè. Và mình tính thử nổ máy nhưng mà hiện tại không có xăng, với lại cái bogie này nó chết nè. Cái bogie này nó bị gung gơ đó bạn, nó bị gãy chân bogie nè, nó bị gãy cái cây chính giữa rồi, thấy nó gung gơ không. Mình sẽ hai bogie thôi, bogie chỉ có 70 mấy ngàn á. Mình sẽ để cái link cho bạn xem đó. Và cái xe này một tình trạng nữa là nó thiếu hai cái lắp sau nè, chỉ thiếu hai cái lắp sau thôi. Xe có sau thì mình sẽ nói vậy cho các bạn xem, nên mình sẽ bán sát cái xe này thôi đó. Còn các bạn nào muốn nâng cấp hay muốn làm đồ bạc thì không biết như thế nào đó, xẹt vô đó. Ở trước còn hai cái lắp y nguyên, hai cái lắp trước nè. Các bạn có thể xem cái này, cái Boe này có năm mấy ngàn, này cũng bảy mấy ngàn, hai cái lắp này cũng vài chục ngàn thôi. Còn giờ một cái cản gió phía sau nữa, và nó không có cái body nha các bạn, không có remote nha, nó chỉ có nhiêu đây thôi. Và mình bán cái này xác xe này á, mình bán giá xác cho bạn, cho anh em về độ chế hoặc muốn làm gì làm. Mình bán giá 1,3 triệu, anh em nào thấy được thì mua, còn không được thì thôi, không sao nha các bạn. Tại mình bán giá xác 1,3 triệu chứ không có xe nitro nào bán 1,3 triệu mà giờ chạy liền nha các bạn. Xe này mình về phải tăng trang lại chút xíu, hoặc là mình sàn qua xe kia đó. Mình có con này mình hay sàn nữa, sàn thêm một con nữa hay gì đó. Đó, mình khuyến khích là anh em đừng nên hay ham rẻ mà mua, tại vì mấy xe này chỉ dành cho những người có rồi, người ta chơi người ta biết, nên là sàn qua sàn lại thằng ta độ lên thêm. Còn mấy anh em nào mà chưa chơi nitro bao giờ thì đừng nên mua mấy chiếc này, tại vì chiếc này mình phải độ, mấy anh em không chưa biết chơi mà mua cái này về cũng như không luôn, không biết gì luôn. Đừng thấy ham rẻ nha các bạn, tại mình bán xét thôi. Thật sự xe này mình sửa mình bán lại cũng hơn giá đó, nhưng mà thôi mình chỉ chơi 1/8 với 1/5 thôi. Rồi anh em nào thấy giá đó hợp lý ok thì hãy nhắn tin để lại bình luận ở YouTube, kênh YouTube mình, hoặc là cho mình một like, hoặc là mình là nhắn tin Facebook mình nha các bạn, có để dưới đường link mô tả nha các bạn. Đây 1,3 triệu. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video này. Nếu ai yêu thích cái kênh của mình hãy để lại một lượt like, đăng ký, chia sẻ video để mình kiếm nhiều cái xe nào rẻ rẻ về mình chia lại cho anh em nói hợp lý thì mua nha các bạn. Bye bye các bạn nha.